xe bị sập rồi, bị lúng rồi, rớt đường mương rồi cả nhà ơi. Cái chỗ cái đường này nó hẹp quá, có tài khó đi. Nhìn sợ thiệt, cái bờ nhỏ xíu à, không có đi được. Mà bác tài này kinh nghiệm cũng lâu rồi nên không bị yếu tim. Hồi nãy nghiêng cái xe luôn. Bây giờ thì cũng hạ cánh an toàn là được mừng. Khỏe à. Nãy sập ngay chân cái gào này mình đang thấy sợ luôn á cả nhà. Nghiêng một khúc. Tại vì mấy cái bác tài đi phà viết trong trên nghiêng rất quen rồi, nên đi vậy thì mấy bác tài cũng thấy cũng bình thường, vẻ mặt không có gì gọi là sợ sợ hay hốt hoảng hết. Hình như mình đang nghe nói là bác tài đi quên theo dĩ sắt rồi, giờ phải đi lấy dĩ đó. Ồ, bò lên bò xuống hơi bị căng là giờ không phải đi lấy dĩ đó. Cái dĩ là cái bùa hộ mệnh của bác tài xe cuốc á, không thể thiếu được. Giờ bác tài cẩu mấy cái dĩ sắt đi xuống để đi trên phần đất mà ruộng này các bạn. Không có dĩ thì mấy chú không thể làm được. Cái bờ nó nhỏ, bác xe cuốc đi rất là khó khăn, giờ bác ban cái bàn luôn, ban cái bờ này cho nó rộng rãi ra, tuy rộng thấp thì như rộng dễ để dĩ và lót cái bánh xích nó rộng hơn, đi dễ dàng hơn. Nãy đi lọt xuống đường mưa, giờ bác ban ra luôn. Dạ, sau khi chú xe cuốc xuống được cái đường ruộng thì chú xe cuốc sẽ bát những đống đất này ra ngoài xa xa ra. Ruộng này tướng mới đầu tưởng không lúng, nhưng mà công nhận lúng không tưởng luôn. Chú xe cuốc tính không lúng đi, mình không te ra tới đống ruộng. Tới đống ruộng xong làm cái hứ lọt hết bánh xuống dưới, quảng hồ quay lại lấy mấy cái tấm dĩa sắt. Thôi là bị dính đạn rồi. Hôm
trước là chú xe cuốc này đã mút hết một lần rồi nhưng mà bị nhão quá nên giờ khô kêu chú bác vô lại thêm lần nữa. Chú Hitachi này cần cũng tương đối dài nên làm việc rất là thuận lợi luôn, nhanh nhẹn lắm. Chiếc này chiếc 03 Hitachi màu cam chói lóa luôn.